Dầu gì vậy trời, dầu bùa hay gì á? Dầu này ấy là dầu ra hoàng binh dầu mua chay mấy người đâu phải chất dầu vô chứ đâu có biết tính là dầu bùa đi 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 cơ đi cua rằng bà giá chứ mới qua chứ nè chưa uống nước nè mà mới tính bữa nay đi cũng qua coi rửa rửa cây mà thấy mà trời tình hình cũng mới đây rồi bắt đầu không trời không chịu mưa đang thui rồi kìa mới chạy gần bao cái kia bữa nay lạnh từ đêm 1 giờ đến giờ nè anh xuống có đem đồ nghề luôn nè mấy chú để chú để trên đó đi nó còn 6 tháng không rồi không tới chị chưa cho tháng 50 thì 6 tháng cũng được 300 thì cũng được ai cho mình trả cho ở xã hả bên điện đình cũng cho bên tùng ở xã tùng nào tùng bên số đó nghèo mấy là đó ông chiến số đó giống nghèo hả đó, số đó nghèo. Ông chiến nó làm bên gì chiến mà số nghèo mình chiến nghỉ rồi chiến mình vẫn nghỉ nơi sân tùng vậy hả tùng, nào? Tùng thay thế à tặng tặng những nỗi những cô tặng tặng những nỗi nó đưa hồi sáng thì cô về cô làm thì được lãnh khác ví dụ như 5 triệu mấy ở là 500 mấy 504 nhân giả đuối người cao tuổi thì lãnh 207 tháng ba này ngay 1/7 này lên lên luôn vậy là bữa nay chú đi rửa dừa mà thấy tình hình thấy mưa à hả? Ừ, thấy sáng hôm nay mình buồn, giờ còn mình buồn. Thấy nắng 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 rồi chứ mưa mưa chứ nó còn lắm. Bữa nay chạy qua. Chú uống nước đi. Chạy chạy Hoàng Minh mà không được. Chạy chạy uống nước ca, uống nước đá chanh đi cho nó khỏe. Mưa bão quá. Ông ăn cơm chưa? Ngồi ăn cái đó. Tính không chưa ăn cơm cho uống nước đá chanh. Ngồi ngọn rồi kêu cơm không kịp luôn đó cả nhà. Mình đâu phải đâu bỏ được. Ăn cái nước dương thương mấy mùi thơm được thằng bạn. Sáng ăn cơm gì? Thì chợ mới mua mớ cá. Cá cua phi nữa hay gì? Cá cua phi. Trời ơi sao ăn cá cua phi hoài vậy? Thấy có cá đó nó ăn. Nó ghé ghé nữa. Ghé lắm. Hổ đậu lên rồi cho ông đi chơi trời tử mà chơi rồi. Có vẻ giật chơi rồi. Tính sống. Tính đổi nghề bán vé số rồi chưa đi bán vé số giờ đổi nghề tính ca cái tài tử nữa hả? Mới chạy bà Cúc nó nói bây giờ trong mưa bão quá thôi. Bây giờ thời buổi thời buổi cái tay ngay cái tháng mưa rồi bây giờ đợi bán vé số bớt mưa mới bán rồi giờ tính đi ca tài tử hả không mình nói chuyện vậy đó bây giờ dù phải mà ví dụ như ở gần đi bây giờ mình muốn ca tài tử phải gây vị thanh đăng ký mấy cái chỗ mà phòng trà đúng rồi muốn ca tài tử là phải đăng ký rồi chứ đâu phải dễ đâu phải mua đâu phải muốn vô ca tài tử là vô đâu là dễ đâu biết hoàn cảnh mình bệnh hoạn gì thế nào đâu và ai có giúp đỡ anh em được rồi giúp đỡ. Rồi, liền rồi hôm nay chú rửa dừa nhiều không thì cũng kiếm sống qua ngày thôi chứ đâu có nhiều đâu rồi hôm nay với mốt khỏe nhiều chút nào chưa khỏe gì mà không ai đâu không chẳng tưởng được chú tưởng rồi ấn sống mà gì đó hả là sao chú bỏ ăn hả không ăn uống gì đâu mà ta nơi nóng mà nó thốt mà nó gung đó từ giờ tôi đông sợ trời không sợ được vậy đó chú bắt chạy ra mẹ ra thằng Minh mắc mua thuốc bắp rồi chạy qua thằng Quỳnh nó kêu cộng ba số thứ là lộng nó bị nó thuốc tây nó nhập thuốc nhập cứ ra nhà nước nó đi luôn mà nhà nước đâu có thuốc nhập nó kêu bây giờ mày bán thuốc nhập lại thì mày cộng cứ nóng sốt cảm gung rồi kêu nó cộng mấy ngày thì mới hết mày nhờ ba uống được cũng vài lần vài lần hả hết cũng đỡ chứ hơn thôi chút nữa ba đi rồi nếu bà bỏ ăn chừng 3-4 ngày bà bỏ ăn mấy bữa bà bỏ ăn cũng 2 ngày luôn hả bị sao nóng sốt nữa nóng sốt rồi nếu cung cung thì rồi thêm bệnh ngồi nằm chỗ nữa nằm chỗ cả nhà mày thấy đỡ sống bữa tao tu hết đầu mấy día hết đầu mấy día hả rồi ví dụ nữa bà có theo ông theo bà rồi ông ở nhà nên đó ông có sợ gì không mình cũng không có sợ gì vụ sao vậy dự nếu mà có ấy thì các cái nhà riêng nó mày ở còn bên đây mình tỉnh thật bên đây mình ở thôi mày sau nghệ dụ cái cúng kiến mày bổn đạo lại cúng tiếp trong bổn đạo với chú riêng trong nói chung bây giờ thì nói chung bây giờ chú bây giờ cũng chuẩn bị tâm lý đã từ lâu rồi ha cũng tính lâu rồi mà bây giờ cũng như vợ chồng bệnh hoạn rồi tu cũng được tu tại gia hay được mong lần qua bây giờ bà mạnh thì bà lo vợ chồng lo chung bây giờ bà bệnh thì chú phải chăm sóc cho bà như ngược lại ví dụ bà khỏe mà chú bệnh thì bà cũng đâu bỏ chú đâu đúng không không mà thà bây giờ thà chú bệnh chú chết thì nó khỏe không ai lo mà ngạc như thế mốt bây giờ muốn chết mà
5 chỗ một hộp. Đúng rồi, ai muốn 5 chỗ đâu. Như thế mốt bây giờ bà muốn chết mà bà chết không được á. Như bà bây giờ bà chết rồi thì nhà nước phải cho tiền hồi hương. Không sợ. Dạ. Yeah. Chưa? Như chơi 5 chỗ không ai nuôi. Đúng bà rồi. Bà chết thì đâu chơi đâu. Cái nạn mà 5 chỗ á. Thật sự bà không ăn uống gì chân rồi bắt đầu bà đau mà hành chắc đêm bà ngủ nghe không được rồi mình ngủ nghe không được nữa. Rồi thuốc men mà mắt chạy tới chạy lưu hoài rồi bà đau bà ghen hoài mình cũng khổ. Cái đó mới khổ. Thì bây giờ con người ta cũng có sinh rồi có tử. Thì giờ chú cũng phải chuẩn bị tâm lý đi chứ thí mốt thì nó ngay cũng sẽ có một ngày chứ bả nằm đó cũng 6 năm hả? Bị chú cũng 6 năm rồi. Cũng cầu nguyện cho anh trên cho bả sống được vài năm nữa mà được được thôi. Nhưng mà không phải là không phải là con nói ở đây là nói để chùa ẻo thí mốt nhưng mà cái bệnh thí mốt nằm cũng lâu rồi 6 mấy năm rồi rồi có lúc cũng yếu rồi có lúc cũng bỏ ăn rồi mình cũng không có biết được đâu. Bả té cũng mấy lần mình nhờ chạy thật độ. Thì nói ngay nếu mà thi mốt khỏe thì con mừng chứ không có gì. Bởi vì cũng nguyện giá cho bà cho mời mắt này cũng còn mà qua bên đây thì cũng bữa cũng cũng bà mẹ bà muốn bà chén con trai cũng nấu con trai cũng mà thật mời bình bình cho bà bên đây thì cũng có quyền hai bên chắc là mặt đầu nói về cúng kiến con dở lắm. Vậy tới một năm cũng vậy, cũng đi chạy mua chút đỉnh cũng vậy, là cũng tới nhà chú thì cúng bài đó. Như bây giờ cháu vô phải cúng bài cho mấy. Bây giờ thì mốt ăn không ngon rồi chú mua gì đổi món cho bà, để ăn cá khô phi kho hoài bà không vô. Ở tới đây thì chắc mua theo rồi phải mua, bây giờ tại đây cũng mới cho tiền thì chắc mời chắc vậy. Mua chừng 100-200 gram thôi, không thể vô tủ lạnh á, không ai ít cho bà ăn, cho có hơi lạ chút. Phải mua lần nửa ký cho bà. Chứ mình nên bà ăn cũng có bao nhiêu. Còn ông mạnh thì ông ăn cá rô phi đi. Để cho bà ăn thịt. Còn cái đám dỗ hội đồng trong hội đồng thì bà không có đau. Bữa nay nè, trong hội đồng trong Thanh Long thì không cũng tiên thường. Mời tính dỗ nè, mỗi lần cũng đi trong luôn mà bị bà già còn chết rồi đám dỗ. Ngồi ở nhà có biết ở đám dỗ đâu biết cái quệ điện biết cho như vậy. Nhưng ta nói bây giờ khi ông đi với tôi, đám dỗ tôi thì tôi đâu không mời. Biết không, không nhớ ngày nào ông đi ngày đấy chứ tôi biết ông đâu mời ông đi tối ngày biết đâu mời. Nói chung mình nghèo mà mình nhớ được vậy mà chú đi lại không chú cũng ngại không có khi biết sao không phải tôi không tôi chạy gần vui rồi gần mãi bà chúc rồi mãi bà gửi mắng cha không phải là mà mình qua dù ra đó cái bản nói như mà ông Thanh Long đâu có đám dỗ đám gì lớn cậu cứ chạy gửi tay dặn tao biết mình nghèo tay dặn cậu lại tôi rồi tôi có mắng chai cái tôi gửi lên được cậu. Rồi đang vui thì có đồ gãy ví như cà thổi hoặc là dưa leo hả là bầu bí gì đó nó mới gửi cho có khi mình đặt nửa bao mà ông chở về ông đâu mình không có mua để nó gửi làm phước nó vậy thôi gửi rồi nó đốt nó là đi tới chồng nó cũng khá vậy vậy chết thì nhà nở chở tay chở cách nghĩa mình rồi chết chồng hả nó bán đồ gãy nó cũng được chạy cũng làm từ thiện á có đồ gãy rồi cái cũng chia sớt rồi để đem vô chùa hả cũng bà nói như vậy thì không như như cậu là ginh qua đó là được đó. Hai chồng buôn bán ngon á tại chợ ngon á mà tôi không được anh chị em kinh luôn đấy càng nghĩ cũng vui rồi chị em chứ ta thấy bà thì bà thấy mình cũng như nuôi vợ con thì bà mà nếu Dũng nói đem nuôi vợ con đàng hoàng thì bà chịu bây giờ thì ông đừng có màng tới cái đó bây giờ chủ yếu bây giờ vợ bệnh ở nhà thì ráng chăm sóc bà đi chừng nào bà mạnh thì nhờ còn không mạnh thì hả tính nữa như giờ tính hội đồng vậy để cho chồng chạy đâu người ta cũng thương để rồi mà bà tính thì cũng chạy đâu gì có nhiều lo còn xong nữa bởi tôi nói ông một bà đi muốn chết rồi nếu ông đi kiếm nữa thì mình nói chơi chứ đâu giống vụ gì nữa ông kiếm thêm ông kiếm thêm bà nữa thì ông khỏe rồi nhưng mà tội nghiệp thiếu mốt không ai chăm không ai chăm sóc bà khổ ông còn mang tội nghiệp lớn nữa ông khỏi tu luôn mà mình cũng sợ sau này bị đội đạn đúng rồi vợ chồng ông bỏ bê vậy đó rồi ông đi vỏ bả buồn gãy vỏ bả trong cái lúc mà bả mạnh không nói gì bây giờ bả đang bệnh heo phải không cũng lên tướng mà giờ không hai ba bà ông đâu qua kia không đi ông không giàu có phải không còn mình bây giờ người dân nghèo mình kiếm nhiều quá khổ làm gì phải không tôi chết dần dần mình được về thì có chai nước bẹ không vào đội địa ngục thì về tu thì cũng ba bệnh thứ nhất là ba bệnh trước cũng vậy trong căn nhà nghèo thứ ba thì có chuyện không có được không đội địa ngục thì về tu nó có những vậy đó nó ba lần đó nó có vậy được tu hành mấy người mà tu như chú vậy ra thì già
có nghĩ vợ hai, vợ ba, vợ gì nữa. Bây giờ chủ yếu bây giờ mình có con vợ lớn, bây giờ vợ lớn đang bệnh, bây giờ chút tâm vào lo cho bà xã đi. Chứ bây giờ mà chú vừa biết là con đường tu hành, mà mình còn nghĩ là cái chuyện vợ con, vợ một, vợ hai, vợ ba gì từ lâu còn chưa, cái đó là không có tốt. Thử à, thôi con có vượt qua nổi không? Tới đâu vào mùa đi 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 cơ đi cua rằng bà giá chứ không dám đâu.